Xin chào các bạn đã trở lại với Tech Mag Việt Nam. Như các bạn không biết đâu, nhưng mà mình tin là các bạn đều biết, mà cũng có thể là các bạn không biết đâu. Nói chung là mạng xã hội Facebook hiện tại đang là mạng xã hội lớn nhất hành tinh, và kéo theo đó thì đang có một lượng khổng lồ người dùng hàng ngày cập nhật thông tin lên đó. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều có mục đích giống nhau khi sử dụng Facebook. Như là người này thì luôn muốn khoe mẽ cuộc sống ảo của mình với mọi người, trong khi người khác thì lại đơn thuần chỉ coi Facebook như một môi trường làm việc và tham gia các nhóm kín, vân vân. Do đó thì chắc chắn trong cuộc sống Facebook hàng ngày, bạn hẳn sẽ rất khó chịu khi một ai đó mà bạn có thể quen hoặc là không quen có những hành động làm phiền, kiểu như là liên tục cập nhật status một cách vô ý thức, chia sẻ những thông tin vô bổ, thiếu kiểm chứng, liên tục gửi yêu cầu chơi game hay ứng dụng nào đó, hay là tác bạn vô tội vạ vào những hình ảnh hay là đường dẫn khác trong khi bạn không hề mong muốn điều đó. À mà trừ khi cái đường dẫn đấy nó hay hay thì cũng được. Do đó thì tốt hơn là bạn nên đặt một số thiết lập để khỏi bị làm phiền như vậy khi tham gia Facebook. Và trong video này, TechMark sẽ gợi ý các bạn về việc làm thế nào để các bạn có thể không bị làm phiền nữa. Cách đầu tiên và cũng là cách đơn giản nhất đó là ngừng theo dõi hoạt động của một người nào đó mà bạn cảm thấy là phiền phức. Tình huống xảy ra như thế này nhé. Bạn và người đó là có quen biết ngoài đời thực, tuy nhiên thì trái với vẻ ngoài trầm lặng ít nói, thì trên Facebook, cái tên hoặc là cái đứa này lại là một thánh sống ảo thực sự khi liên tục cập nhật trạng thái, up ảnh, video vô tội vạ với tốc độ bàn thờ luôn. Tất cả cứ như thể là chứng minh rằng nó đang tồn tại, rằng thực sự thì ít ai quan tâm đến điều đó. Và rõ ràng điều này sẽ ít nhiều làm bạn cảm thấy ngứa mắt, muốn hủy kết bạn với nó ngay lập tức. Tuy nhiên thì để vẫn giữ được mối quan hệ thực tế thì bạn vẫn có thể lựa chọn việc ngừng theo dõi hoạt động của tên hoặc là cái đứa đó. Tức tất cả những hoạt động của người này sẽ được loại bỏ hoàn toàn ra khỏi new feed của bạn cũng như là thanh thông báo. Cách làm như sau: truy cập trang cá nhân của cái người mà bạn muốn ngừng theo dõi đó, di chuột đến nút đang theo dõi hay là nút follow. Một menu hiện ra, bạn ấn vào nút bỏ theo dõi, unfollow. Rất nhẹ nhàng là xong. Thứ hai đó là chặn các yêu cầu dùng ứng dụng. Thời điểm hiện tại thì ứng dụng trên Facebook bùng nổ rất nhiều, và trong số các ứng dụng rác với nội dung vô nghĩa được tung ra chỉ để nhằm thu hút người dùng, thì sau khi một người sử dụng sẽ có đề nghị giới thiệu cho bạn bè. Những người thiếu ý thức hay đơn giản là không có kinh nghiệm thường dễ bị dụ và vô tư bấm vào để mời bạn bè dùng. Thế là mỗi ngày bạn nhận được không ít đề nghị dùng ứng dụng. Và để giải quyết được cái tình trạng này thì bạn cần thiết lập chặn tất cả các lời mời rác như trên. Cách làm như sau: các bạn hãy vào mục trò chơi ở phía bên trái trang chủ Facebook để cho hiện toàn bộ ứng dụng hay là game. Tiếp theo là ấn vào tab hoạt động, tìm đến mục lời mời. Ở đây sẽ hiện tất cả các lời mời ứng dụng đã được gửi đến bạn. Bây giờ các bạn chỉ cần bấm vào dấu X ở góc phải rồi chọn chặn để khóa ứng dụng vừa chọn, hoặc là từ chối tất cả các lời mời từ ai đó nếu người đó spam bạn quá nhiều. Đôi khi vì một lý do nào đó mà khi bạn lướt Facebook lại không thấy một số người trong danh sách bạn bè có thể nhìn thấy bạn. Tức là bạn muốn để nick sáng với mọi người và ẩn với một vài người, có thể là để tránh cái phiền phức hay là trốn nợ chẳng hạn. Cách làm thì tương đối là đơn giản thôi, mình làm suốt rồi mà. Từ danh sách bạn bè, bạn bấm vào nick của người đó để mở khung chat ra. Tiếp đó thì bạn bấm vào cái biểu tượng cài đặt hình cái bánh răng ấy, chọn tiếp dòng tắt trò chuyện với người đó. Sau đó thì người mà bạn muốn ẩn chat sẽ không thể tiếp tục nhìn thấy nick bạn đang sáng được nữa, kể cả khi bạn đang online hay là offline. Vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn mở Facebook lên và ngỡ ngàng khi thấy tên của bạn bị tác một cách vô tội vạ vào rất nhiều thứ không mong muốn, như là những status, ảnh, video của một kẻ lạ hoắc nào đấy, hay ai đó tác nhầm tên bạn thành tên một người gần tương tự, hay là đơn giản hơn, thông dụng nhất là những status của các bạn chuyên quảng cáo hay là bán hàng online. Do đó thì tốt nhất bạn nên chặn hoàn toàn những dòng tác vô bổ để được yên thân. Cách làm như sau cũng đơn giản vô cùng. Bước đầu tiên đó là mở status hoặc là tấm ảnh bị tác lên. Bước thứ hai là bạn ấn vào mục setting nằm ở góc trên bên phải của cái status đó, rồi chọn vào mục report hay là remove tag như ở hình dưới đây. Khi một số lựa chọn hiện ra thì bạn chọn dòng tôi muốn xóa thẻ này. Như thế là cái bài đó sẽ được xóa khỏi tường Facebook của bạn. Nếu như bạn thấy bức ảnh đó có nội dung hay là không lành mạnh hay là cái gì đấy ảnh hưởng người khác ấy, thì các bạn có thể bấm vào mục nó làm phiền tôi để báo cáo cho Facebook biết, hoặc chọn spam hoặc là lừa đảo cho nó chừa đi, lần sau khỏi cái tag nữa. Sau đó bấm continue để tiếp tục. Bước thứ tư là bạn hãy chọn vào gỡ bỏ tag đã tạo để xóa cái tag này đi. Bạn cũng có thể lựa chọn chặn để cấm không cho tài khoản Facebook này tag tên bạn thêm một lần nào nữa. Sau khi lựa chọn xong, bạn nhấn vào tiếp tục để hoàn tất việc xóa tag tên khỏi Facebook của bạn.
Ngoài ra thì để bản thân có được sự yên tâm một mình tối đa thì bạn có thể làm theo một phương pháp khá cực đoan hơn, đó là vĩnh viễn cấm tất cả người khác tag tên bạn trên Facebook. Cách làm như thế này. Đầu tiên đó là các bạn hãy vào phần thiết lập cài đặt của Facebook bằng đường link sau đây. Đấy, cái đường link mình để ở bên dưới video nhé. Bước 2 đó là bạn vào phần dòng thời gian và gắn thẻ. Bước thứ 3 đó là bạn hãy chỉnh sửa phần ai có thể đăng lên dòng thời gian của bạn. Bạn bấm vào đó và chọn nút chỉnh sửa để cài đặt quyền đăng bài lên tường Facebook của bạn. Tiếp đó bạn hãy chọn thành chỉ mình tôi. Như vậy từ giờ trở đi, những người bạn không quen biết sử dụng auto tag hoặc tag hình bừa bãi sẽ không còn xuất hiện trên tường Facebook của bạn nữa. Và vừa rồi là một số cách rất hữu hiệu để giúp bạn không còn bị làm phiền trên môi trường Facebook, hay đơn giản là bạn trốn nợ tốt hơn. Qua đó phần nào giúp bạn thực sự chuyên tâm hơn vào mục đích sử dụng nghiêm túc của mình trên mạng xã hội này. Video đến đây là kết thúc rồi, hy vọng là mang lại cho các bạn những thông tin hữu ích. Nếu các bạn quan tâm thì hãy like, share cũng như là đăng ký tag mark để chờ đón những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.